chúng tôi đang ngồi tại sân Long Xuyên, và cũng như rất nhiều khán giả tại sân Long Xuyên, rất khó để nhận ra số áo của quá nguy hiểm, thưa các bạn, hết sức nguy hiểm, không vào. Vừa rồi thì Mạnh Cường đã có pha cản phá thành công, một tình huống gần như là 10-10 cho các vị khách. Thấy anh từng trải qua nhiều câu lạc bộ ở miền Tây, Đồng Tháp, Kiên Giang. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Và như vậy là các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có được bàn quân bên tỷ số 1-1. Cũng xuất phát từ pha đánh đầu, lần này là pha lập công của Hải Anh, cầu tiền đạo của Đồng Tháp. Và đưa bóng vào trong, và bóng đã tìm ngay vào cái đầu của Hải Anh sau khi bóng vượt qua một hậu vệ của An Giang. Cú sút vừa rồi là của Võ Đình Lâm, vẫn là đầu bóng bên trắng, nguy hiểm, vào không, 2-1 cho An Giang. Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ nhanh và diễn biến cũng rất hay. Chưa đầy 2 phút sau bàn quân bên tỷ số của Hải Anh, An Giang lại tái lập thế trận bàn. Một pha cướp được bóng và chớp thời cơ ghi bàn. Đó là pha lập công của Trần Gia Nam. Bóng chạm tay trong khu vực cấm và tiếng còi phạt đền đã vang lên. Bà Rịa Vũng Tàu được hưởng quả đá 11m. Vừa rồi thì một cầu thủ áo trắng đã để bóng chạm tay trong tình huống anh nỗ lực đánh đầu. Quá tốt. Cú đá phạt đền quá chuẩn xác và hiểm hóc. Trời nóng bức tại sân Long Xuyên, nhưng đã có mưa ở 20 phút vừa qua. Đó là mưa bàn thắng 4 bàn khi hiệp 1 diễn ra chưa được nửa hiệp. Quá nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, rất nguy hiểm, không vào. Lại một tình huống làm hú tim những cổ động viên của đội chủ sân Long Xuyên. Ba cầu thủ áo trắng. Đây là vị trí đá phạt mà các cầu thủ An Giang hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Hơi cao. Rất nguy hiểm. Đội khách có tình huống để cơ thủ bóng, nhưng cú đá vừa rồi của một cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu bóng đã đi cao. Chúng ta cùng xem lại pha bóng nguy hiểm này. Không được. Thủ môn Mạnh Cường của An Giang vẫn chơi chắc chắn. Một vị trí đá phạt tương đối nguy hiểm. Chúng ta cùng cho xem các cầu thủ áo trắng sẽ phối hợp thực hiện đá phạt này như thế nào. Không thắng được thủ môn Thanh Tuấn. Bắt gọn bóng và trận đấu kết thúc. Như vậy là trận cầu giữa An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đã khép lại.
Kết quả của trận đấu này, hai đội qua nhau 2 đều, 4 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 20 phút đầu trận.